chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện tà thiếu dược vương của tác giả phương tưởng được chuyển thể thành truyện audio bởi kênh youtube truyện đêm khuya audio bộ truyện đã được dịch trọn bộ nhưng đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ mong rằng các bạn sẽ hài lòng khi nghe nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Tô Phỉ đã hoàn thành luật xác, là kiệt tác hoàn mỹ nhất của Đại trưởng lão, đây mới là điểm Đại trưởng lão thỏa mãn nhất. Thực lực cá nhân của Tô Phỉ không những có bay vọt về chất, hơn nữa bản lĩnh chỉ huy tác chiến lúc sinh tiền của nàng cũng được bảo lưu hoàn chỉnh. Tô Phỉ là tinh anh chân chính mà Thánh điện tốn hao vô số tinh lực bồi dưỡng ra, rất ít người biết rõ, ngũ hổ tướng hiện nay đều đã từng đảm nhiệm là lão sư của Tô Phỉ. Đây cũng là vì sao Đại trưởng lão phải muốn đẩy Tô Phỉ lên vị trí đội trưởng Quang Minh kỵ sĩ đoàn. Bởi vì chỉ có đội trưởng Quang Minh kỵ sĩ đoàn mới có tư cách tiếp thu cùng lúc sự dạy bảo của năm vị hổ tướng. Tô Phỉ không cô phụ đại trưởng lão kỳ vọng, nàng biểu hiện thiên phú xuất sắc, được năm vị hổ tướng thừa nhận. Cũng từ đó về sau, vị trí đội trưởng Quang Minh kỵ sĩ đoàn của Tô Phỉ mới chân chính ngồi vững, không còn có ai nghi ngờ. Đại trưởng lão không tiếc tất cả đại giới bồi dưỡng Tô Phỉ, chính là vì chuẩn bị cho hiện tại. Lão ta cần một gã võ tướng, một gã võ tướng trình độ cao siêu hơn nữa vị võ tướng này cần phải tận hiến cho lão vô điều kiện. Đám mục chi hà có trung thành cũng không bằng hồn tướng. 12 hồn tướng do quang minh kỵ sĩ chuyển hoán thành, tuy rằng trình độ bọn họ không xuất sắc như tô phỉ nhưng mà đảm nhiệm làm nòng cốt binh đoàn hồn tướng dư giả có thừa. Mà đại trưởng lão đang dựng dục hồn tướng phổ thông, sau khi hấp thu lượng lớn thánh viêm, thực lực của bọn họ mạnh hơn những quang minh kỵ sĩ lúc còn sống. Quan trọng là, số lượng song phương không cùng một cấp bậc. Có được võ tướng xuất sắc như tô phỉ, 12 danh quang minh hồn kỵ sĩ làm nòng cốt, cùng lượng lớn hồn tướng binh sĩ nghe theo mệnh lệnh, thực lực cường đại, có thể thành lập một binh đoàn hồn tướng cường đại vô cùng. Mà tại Thánh Châu cơ hồ có thánh viêm bắt ngát, tương lai sẽ trở thành nơi bổ sung binh sĩ trọng yếu nhất của thánh điện. Trong kế hoạch của đại trưởng lão, vốn không định sớm như vậy đã thành lập binh đoàn hồn tướng, nhưng mà đỗ khắc xuất hiện thúc đẩy lão ta sớm tổ kiến binh đoàn. Nhưng như thế, đại trưởng lão cũng triệt để yên tâm. Nếu như lúc trước lão ta còn mơ hồ có một chút lo lắng hiện tại đã không còn có bất cứ lo lắng gì. Lão ta không tin trên đời này có binh đoàn nào có thể chống lại binh đoàn hồn tướng của lão. Dù cho đám người mục chi hà cũng không thể. Huống chi, lão ta cảm giác hỏa thánh viêm mầm móng gieo trong cơ thể mục chi hà đã kích hoạt, mục chi hà đã chết rồi. Lão ta có chút tiếc nuối, mục chi hà luôn luôn là võ tướng lão ta tán thưởng nhất, nhưng mà mục chi hà cự tuyệt tham gia kế hoạch của lão. Người không cùng theo bước chân lão, có ưu tú có xuất sắc nữa thì chết cũng nên chết đi. Với lão ta, một trận chiến này là một trận trọng yếu nhất. Thành bại hay không, tất cả đều trông vào một trận này. Thắng tại Thánh Châu, lão sẽ thắng được Quang Minh Châu, cũng thắng được Thánh vực. Con đường đi này, không ai còn có thể ngăn cản lão, không ai có thể ngăn cản hồn tướng binh đoàn của lão. Thời đại thuộc về lão ta bắt đầu từ một trận chiến này. Lão ta có chút hưng phấn lẫn mong đợi, mưu tính lâu như vậy, nỗ lực nhiều như vậy, không phải là vì thắng lợi sao? Trên Thánh Viêm Hải, bỗng nhiên vang lên một tiếng bốp giòn vang, tựa như thanh âm vỏ trứng gà vỡ nát. Một tiếng phá vỏ này tựa ngòi nổ được đốt cháy, vô số âm thanh phá vỏ đồng thời vang lên, giống như thủy triều, vang thành một mảnh. Ánh mắt đại trưởng lão, giống như hỏa diễm bốc cháy, nhìn hồng sắc hỏa kén dày đặc chi chít trên thánh viêm hải đồng thời vỡ nát, trong lòng lão hơi hơi kích động. Hồn tướng binh đoàn vô địch của mình đã phá kén mà ra. Chương 939, giác ngộ trước lúc quyết chiến. Trong kiếm qua lốc xoáy, hồn phách của đường thiên được rèn luyện trở nên trong sáng hơn khi tì vết cuối cùng được loại bỏ thân thể hắn bị chấn động cảm giác thoải mái tự nhiên không thể nói thành lời tràn ngập khắp ngóc ngách thân thể hắn như thể tân sinh hồn phách và thân thể của hắn đạt đến mức phù hợp hoàn mỹ nhất đây là cảnh giới mà bất cứ một vị tu luyện giả nào đều tha thiết ước mơ trong lịch sử nhân loại số người có thể làm được điểm này đếm được trên đầu ngón tay bằng điểm này đường thiên đã có thể sánh vai cùng bất cứ một vị truyền kỳ nào trong lịch sử tiếu ngạo quần hùng trong nháy mắt khi hai cái hoàn toàn kết hợp luồng minh mộ khó mà nói rõ bằng lời như dòng nước suối tràn qua đá gội trơn trượt những kinh lịch cả mộ trên đường hắn đi trong nháy mắt như đèn kéo quân hiện lên ở trước mắt kẹo bông đường của hắn như mây mù lặng lẽ kích động một luồng sinh cơ từ bên trong tràn ngập ra như có thứ gì đó đang dựng dục thành hình ở bên trong hình dạng kẹo bông đường bắt đầu không ngừng biến hóa cuối cùng hóa thành hình dạng ngọn lửa lưu ly mây mù còn nhỏ hơn cắt bụi hóa thành hỏa diễm chậm rãi nhảy lên mỗi một lần nhảy lên là phóng ra quang mang thất thải lưu ly. Trong quang mang thất thải lưu ly sặc sỡ, mơ hồ có thể thấy vô số hắc tuyến thật nhỏ, chúng nó tương tác du động. Đường thiên lẳng lặng mà bàng quan và thể hội, những hắc tuyến thật nhỏ kia là pháp tắc tuyến cấu thành thức tỉnh thần trang, chúng nó ở trong lưu ly quang mà biến ảo điều chỉnh. Thức tỉnh thần trang trên thân đường thiên cũng đang lặng yên biến hóa điều chỉnh, thất thải lưu ly quang tựa hồ cũng theo pháp tắc tuyến lan tràn đến trên thức tỉnh thần trang, kim sắc thức tỉnh thần trang bắt đầu có thêm những màu sắc khác, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Bên trong lưu ly li quang có toàn bộ thể ngộ của hắn, nó đang tự động ưu hóa thức tỉnh thần trang. Kỳ thực giống hệt như lúc trước đỗ khắc lý giải, ở phương diện pháp tắc đường thiên tựa như một bạo quân. Hắn cậy mạnh thuần túy, đem rất nhiều pháp tắc tuyến mạnh mẽ ghép lại với nhau, chế tạo ra bộ thức tỉnh thần trang này. Đỗ khắc biết rõ điều này nhìn như đơn giản mà thực tế lại phi thường chắc trở, đạo lý rất đơn giản, nhưng mà ngoại trừ đường thiên làm gì có ai làm được. Sự cường đại của thức tỉnh thần trang là không thể nghi ngờ, nhưng khi không có không gian tăng lên, đường thiên tăng mạnh khả năng khống chế thức tỉnh thần trang, lại nữa thân thể hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Pháp tắc trên thức tỉnh thần trang không có trật tự, cái này là nguyên nhân lớn nhất giới hạn uy lực của nó. Lưu ly hỏa trong cơ thể đường thiên là từ linh cảm hắn tìm từ trong thánh viêm của thánh điện. Điểm đặc biệt nhất của thánh viêm là ở chỗ nó có thể chiếu hình pháp tắc, lưu ly hỏa của đường thiên không phải chiếu hình pháp tắc mà là trải vuốt phải ưu hóa pháp tắc đường thiên không muốn đi theo con đường hư hóa năng lượng hư hóa năng lượng tuy rằng uy lực kinh người có rất nhiều diệu dụng nhưng thuộc tính của nó toàn bộ ở một cái chữ hư thích hợp hồn tướng tu luyện huyết nhục đường thiên mạnh mẽ vô song đi con đường hư hóa năng lượng là bỏ gốc lấy ngọn cái đường thiên cần là đi trải vuốt pháp tắc tuyến hỗn loạn không trật tự của thần trang thành có trật tự kể từ đó Nguyên bản pháp tác tuyến chỉ dựa vào cậy mạnh áp hợp mà khuyết thiếu biến hóa, tương tác lẫn nhau có thể sinh ra vô số biến hóa, điều này đối với thức tỉnh thần trang mà nói là bay vọt về chất không cần nghi ngờ. Đến cảnh giới như đường thiên, đỗ khắc, tiền nhân đã vô pháp nói cho bọn họ nên đi tiếp như thế nào, con đường kế tiếp là cái gì. Đỗ khắc còn đỡ, con đường của hắn còn khá thường quy, tuy rằng đã đến thực hạt, nhưng mà trước hắn cũng từng có người tới nơi. Đường thiên thì thảm hơn nhiều, hắn quá thích dày vò lung tung. Bắt đầu từ rất sớm, con đường của hắn đã trở nên không giống người khác. Tỷ như linh năng lượng thể, khi hắn dày vò ra linh năng lượng thể, cảnh giới thấp đến thương cảm. Mà thức tỉnh thần trang của hắn lại càng chưa từng có ai cả, hắn muốn tham khảo hoặc là tìm người chỉ điểm đều tìm không ra. Khi hắn còn chưa tới loại cảnh giới hiện tại đã như thế, bây giờ lại càng không cần phải nói. Theo Lưu Ly tâm tình đến Lưu Ly Hỏa, có sự trùng hợp tương đối và cơ duyên, nhưng phần lớn là từ đường thiên tự mình lĩnh ngộ và ý nghĩ chợt nảy sinh thức tình thần trang lặng lẽ biến hóa, đường thiên tỉ mỉ cảm thụ. Mặt nạ của hắn biến thành màu đen, đó là màu đen thâm thúy không thấy đáy, còn đen hơn cả đêm tối, nó thu liếm toàn bộ dao động từ đường thiên. Con mắt hắn có thêm một tầng quầng sáng trong suốt cực mỏng, nó bao hàm rất nhiều quang pháp tắc, xuyên thấu qua quầng sáng đường thiên nhìn thấy thế giới hoàn toàn khác trước đây. Thanh âm, mùi vị, nhiệt độ vân vân, càng ngày nhiều hơn pháp tắc tuyến tự có hiệu quả được kích hoạt, tổ hợp với nhau, Thế giới đang từng chút trở nên xa lạ trong mắt Đường Thiên. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều ánh sáng trước đây nhìn không thấy, hắn có thể nhìn thấy pháp tắc tuyến trong không trung. Hắn có thể ngửi được mùi vị trước đây rất yếu ớt, hắn thậm chí có thể phân biệt được những mùi vị phức tạp vô cùng trong bùn đất có thành phần là căn nguyên từ vật gì. Hắn có thể nhận thấy dao động nhỏ bé từ một chỗ khác của Thánh Châu. Ư, ừ, hắn nhanh chóng chú ý ở phía xa xa có rất nhiều dao động, hơn nữa dao động đang không ngừng tăng nhanh. Cơ hồ ý nghĩ vừa nảy ra, Vô số tin tức phức tạp đến cực điểm liền tập hợp, chỉnh lý ở trong lòng hắn, hắn nhìn thấy một màn khiến hắn giật mình. Trong một mảnh biển rộng do thánh viêm cấu thành, trôi nổi lơ lửng dày đặc chi chít quang kén hồng sắc, không ngừng có quang kén vỡ tan, mỗi cái quang kén vỡ tan là một gã hồn tướng. Trên thánh viêm hải đã có lượng lớn hồn tướng, theo dao động trên thân những hồn tướng này, Đường Thiên biết rõ ràng lai lịch bọn họ. Hắn không thể không bội phục sự lãnh khốc và tàn nhẫn của đại trưởng lão. Sau đó hắn nhìn thấy đại trưởng lão và Tô Phỉ, đại trưởng lão tựa hồ nhận thấy cái nhìn của hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu, quay lại nhìn về phía chỗ hắn, hừ lạnh một tiếng, vô số thánh viêm từ trên người bùng ra hóa thành một cái màn lửa thật lớn, Đường Thiên thấy hoa mắt, không còn nhìn thấy cái gì. Nhưng mà một màn vừa rồi kia đã cũng đủ khiến cho Đường Thiên cảnh giác. Hắn vốn đang cho rằng 14 cây hỏa trụ chính là con bài chưa lật chân chính của đại trưởng lão, hiện tại mới biết được đại trưởng lão vậy mà lại còn chuẩn bị đông đảo hồn tướng như thế. Binh đoàn hồn tướng, đại trưởng lão muốn dùng thánh viêm chế tạo ra một binh đoàn hồn tướng. Trong hoàn cảnh hiện nay ở Thánh Châu, sức chiến đấu của binh đoàn hồn tướng sẽ được tăng lên cực lớn. Hồn tướng phe mình chỉ có hơn 100, số lượng ít hơn nhiều so với đối phương. Vừa rồi mới thoáng nhìn một cái, nhưng số lượng hồn tướng hắn nhìn thấy tối thiểu phải tới mấy vạn. Đường Thiên đột nhiên hiểu ra, một trận chiến kế tiếp này là chiến dịch then chốt nhất trong cuộc đời hắn. Chỉ cần đánh bại đại trưởng lão, thánh điện ầm ầm đổ nhào xuống quang minh châu tự sụp đổ hắn sẽ không còn có địch nhân tại thánh vực thắng lợi tại thánh vực có thể mang đến cho hắn thắng lợi tại thiên lộ vật tư chiến hạm binh đoàn tại thánh vực đều không phải là thứ thiên lộ có thể chống lại chỉ cần tìm ra thông đạo trở lại đường thiên có thể mang theo hạm đội khổng lồ quét ngang thiên lộ chỉ cần thắng được trận chiến này chẳng còn ai có thể ngăn cản hắn địch nhân này của hắn là cường đại trước nay chưa từng có trận chiến đấu này nguy hiểm trước nay chưa từng có nhưng bọn hắn vô pháp tránh né. Đây là một trận quyết chiến, bỗng nhiên, đường thiên chú ý tới biến hóa từ bất tử kiếm. Bên trong bất tử kiếm, trên ngủ yên chi hải an tĩnh tràn ngập vũ khí. Vũ khí nồng nặc tới mức đưa tay không thấy năm ngón, năng lượng hư hóa cuồn cuộn không ngừng được hút vào bên trong kiếm, hóa thành tia tia lũ lũ vũ khí. Ngủ yên chi hải được bao phủ trong vũ khí rất im ắng, không có bất cứ thanh âm gì. Vũ khí gặp ngủ yên chi hải bèn cấp tốc rót vào nước biển màu đen, hóa thành một đạo ngân sắc quang ngân nhàn nhạt, nhạt nhỏ như sợi tóc vô số quang ngân chợt lóe ở trong nước biển màu đen rồi biến mất tựa như bầy cá dày đặc đảo lượn hiện lên lân quang ở đáy biển thâm trầm không thấy mặt trời từng cái thân ảnh hư vô đứng chỉnh tề trang nghiêm yên lặng vô thanh tựa như tượng binh mã trầm mặc cùng năm tháng trên cơ thể có thể thấy từng cái vết dạn nếu như không có nguyên nhân khác bọn họ sẽ ngủ say trăm năm chờ đợi trăm năm sau tỉnh dậy từng tia sáng ngân sắc giống như bầy cá gõ mở cánh cửa thời gian, đến thăm phiến hư vô yên lặng chi điện này. Chúng nó từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, chìm vào trong những thân ảnh yên lặng này. Số lượng chúng nó rất nhiều, cuồn cuộn không ngừng chìm vào trong cơ thể những hư ảnh thân thể dạn nứt này. Quá trình ngân sắc tia sáng không ngừng chìm vào, vết dạn trải rộng toàn thân hư ảnh từ từ được chữa trị. Hư ảnh thân thể không ngừng trở nên ngưng thực, bọn họ như thể đi ra từ hư ảnh. Hình dáng khuôn mặt từng chút trở nên rõ ràng, trở nên có góc cạnh, khóe miệng, lông mày, mũi. Tựa như có một bàn tay vô hình đang từng chút một điêu khắc bọn họ từ một đoàn hư ảnh. Khi vết dạn trên thân thể bọn họ được tu bổ hoàn toàn, khi thân thể bọn họ hoàn toàn ngưng kết, bọn họ chậm rãi mở mắt. Ánh mắt thâm thúy kiên định, xuyên qua mây khói năm tháng, dọi sáng đáy biển hắc ám tĩnh mịch của ngủ yên chi hải. Bọn họ ngẩng mặt lên, thân thể chậm rãi nổi lên. Khi bọn họ trồi lên mặt biển, vũ khí xung quanh bị hấp dẫn, kịch liệt vò tới bọn họ. Vũ khí do năng lượng hư hóa biến thành rót vào mỗi bộ vị trên thân thể bọn họ, bọn họ tựa như từng khối bông khô giáo, điên cuồng hấp thu vũ khí xung quanh. Quá trình hấp thu năng lượng hư hóa, thân thể bọn họ với tốc độ mắt thường có thể thấy trở nên ngưng thực, hư ảnh ngưng kết như nước, sau đó là ngưng cốt sinh thịt. Ngoại trừ ra thịt toàn thân hiện ra màu xám đặc thù của hồn tướng, nhìn qua bọn họ không có bất cứ khác biệt gì với người sống. Con mắt bọn họ tựa như nước biển màu đen ngưng kết thành đen bóng thâm thúy nếu như đường thiên nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ thất kinh khi thân thể bọn họ triệt để ngưng kết không còn vũ khí rót vào bọn họ đạp trên mặt biển vô thanh đi vào trong sương mù nồng nặc trong vũ khí một cái phương trận không trọn vẹn không đồng đều không biết khi nào đã yên lặng vô thanh tồn tại ở đó binh sĩ tân sinh đi vào phương trận tự giác đi tới vị trí khuyết thiếu không chút động đậy dưới đáy biển hắc ám băng lãnh từng đoàn hư ảnh mở mắt trong sương mù nồng nặc phương trận không trọn vẹn đang lặng yên không một tiếng động từng điểm được bổ sung trọn vẹn đường thiên an tĩnh mà nhìn tất cả phát sinh bên trong bất tử kiếm trong lòng cảm động sung mãn khôn kể từ đầu đến cuối những tàn hồn không chịu ngủ yên này động tác của bọn họ không có bất cứ thanh âm gì bọn họ không có sự vui sướng vì tân sinh dù cho được tân sinh bọn họ cũng không quên sứ mệnh của bản thân bọn họ không quên chấp niệm vạn năm bất diệt của mình bọn họ vì chiến đấu mà sinh khi từng cái tàn hồn ở đáy biển được thức tỉnh khi phương trận không trọn vẹn từng chút được bổ sung đầy đủ, túc sát chi khí phóng lên cao. Trên ngủ yên chi hải tràn ngập vũ khí, thân ảnh đứng thẳng xâm nghiêm nghiêm chỉnh tựa như vạn năm trước. Đại tướng đứng ở phía trước nhất, lặng lẽ không lên tiếng nâng chiến kỳ cực lớn, trùng điệp cắm ở trước trận. Vạn năm sau, chiến kỳ của nam thập tự binh đoàn lại lần nữa lay động. Khi đường thiên nhìn thấy nam thập tự chiến kỳ lại lay động lần nữa, chiến ý trong cơ thể hắn đột nhiên bị đốt cháy. Người có binh đoàn hồn tướng, ta cũng có, như vậy, để cho chúng ta nhìn xem binh đoàn của ai cường đại hơn. Tâm tình đường thiên kích động, chiến ý dâng trào, đại phủ của ta từ lâu đã đói khát khó nhịn nổi rồi. chương 940, Hội Chiến, Đỗ Khắc đang thưởng thức và nghiên cứu trụ phán xử, hắn phi thường cảm thấy hứng thú với bộ hệ thống này của Thánh Điện. Hắn không phải hồn tướng, Thánh Viêm không có tác dụng gì với hắn, nhưng mà đạo lý và sáng ý trong đó có thể cho hắn không ít dẫn dắt. Trụ phán xử do Thánh Viêm cấu thành, kết cấu càng thêm phức tạp và thành thục, theo rất nhiều chỗ đều có thể nhìn thấy vết tích yêu hóa. Đám người cắt trạch bội phục đỗ khắc vô cùng, tại thời điểm mấu chốt này mà còn có thể chìm đắm tại vong ngã nghiên cứu, phần tâm tình này bọn họ không thể so sánh. Bọn họ đều rất khẩn trương, đây là quyết chiến sau cùng A. Đối thủ của bọn họ cường đại đủ khiến người ta tuyệt vọng. Sức chiến đấu của Thánh Điện, ở toàn bộ Thánh Vực đều có thể nói là cường đại nhất. Huống chi đại trưởng lão trăm phương ngàn kế tích lũy mấy thập niên, dùng toàn bộ thánh châu làm lợi thế, bố trí ra cái sát cục trước mắt này. Liên minh hào môn vốn cường đại, trong tình huống đại trưởng lão còn chưa xuất hiện thì đã bị phá hủy trong nháy mắt, đã không có bất cứ lực hoàn thủ. Đám cắt trạch nhìn thấy đám người tang đức lập hiện tại, trong lòng thổn thức, đều là hào môn có lịch sử có nền tảng vững chắc a, à, thế nhưng là hiện tại tinh khí thần hoàn toàn suy sụp. Thánh điện đã chỉ còn danh nghĩa, đứng đó là đại trưởng lão cường đại chưa từng có, Há lão đổ hết máu huyết của thánh điện, dốc hết máu của toàn bộ sinh linh thánh châu, bố trí ra sát cục, vượt hẳn bất cứ một cái sát cục nào trong lịch sử. Vô luận là đại trưởng lão hay là thân ở cái sát cục khiến người tuyệt vọng này, đều vượt quá xa cực hạn mấy người cát trạch có thể lý giải. Đối với bọn họ mà nói, điều này tựa như một trận chiến tranh ở tầng thứ khác, một trận chiến tranh vô cùng hung hiểm, vô cùng gian nan, sự khẩn trương ở trong lòng có thể nghĩ mà biết. Đỗ Khắc tỏ ra rất lãnh đạm, cảnh giới càng cao, tâm tình chịu ma luyện và khảo nghiệm nhiều hơn đến cảnh giới cao mỗi một tiết tiến bộ và tăng trưởng đều trở nên cực kỳ không dễ dàng nhận biết đối với thế giới kiên trì đối với tự thân không có tâm tình tương xứng thì vô pháp bước vào cái lĩnh vực kia đỗ khắc rất lạc quan trận chiến đấu này tất nhiên không dễ dàng nhưng mà chỉ cần thắng được trận chiến đấu này vậy toàn bộ thánh vực không còn có ai đủ để ngăn cản bước tiến của bọn họ toàn bộ quang minh châu sẽ bị đường thiên thu vào trong túi bá nghiệp của hắn sẽ không một ai có thể lay động lại thêm tội vực thiên lộ từng cái có ưu thế khác nhau đỗ khắc không cho là đến lúc đó còn có người có thể ngăn cản được bước tiến thống nhất thánh vực của đường thiên đối với tội vực mà nói đó là chuyện không thể tốt hơn bọn họ có thể thu được không gian sinh tồn nhiều hơn bọn họ có thể thong dong trở lại thánh vực càng dễ dung nhập thánh vực hơn mà nếu như đại trưởng lão thắng đối với tội vực mà nói đó chính là một trận tai ương ngập đầu chân chính khác với quang minh năng lượng trước đây loại kim sắc thánh viêm trước mắt này trong hoàn cảnh tội vực hoàn toàn không bị suy yếu, thương tổn đối với pháp tắc cũng rất lớn. Nếu như đại trưởng lão thắng, thánh điện kỵ sĩ đoàn nhất định sẽ san bằng từng ngóc ngách tội vực. Ngay cả những con dân thánh châu của thánh điện, đại trưởng lão đều hạ thủ được, đỗ khắc không tin lão ta sẽ thả cho người tội vực có một con đường sống. Đỗ khắc đã quyết định quyết tâm tử chiến, bỗng nhiên, hắn dừng động tác trên tay lại, hắn xoay người. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kiếm qua lốc xoáy khổng lồ như núi trên bầu trời kia tốc độ xoay tròn của kiếm qua lốc xoáy đang chậm lại tuy rằng chỉ là chậm hơn một chút so với trước nhưng mà đỗ khắc nhạy cảm phát hiện ra chú ý tới động tác của đỗ khắc mọi người đều không tự chủ ngừng động tác trên tay ngẩng đầu nhìn về phía kiếm qua lốc xoáy trên bầu trời oanh không hề có dấu hiệu lốc xoáy thể thích kinh người tựa như núi tuyết bỗng nhiên sụp đổ lốc xoáy sụp đổ hóa thành cơn lũ màu xám cuồn cuộn lan tràn ra bốn phía sắc mặt mọi người đại biến không chút do dự xoay người cuồng chạy suy 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 trong khí lưu cuộn trào mãnh liệt hỗn loạn vô số kiếm mang tiếng giết nhiếp tâm hồn người và lốc xoáy như gào khóc thảm thiết sen lẫn với giận dữ đủ để cho thiên địa biến sắc rầm 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 tiếng nổ tung kịch liệt vang lên liên tiếp mọi người trong lúc cuồng chạy cảm thụ được mặt đất dưới chân truyền đến chấn động kịch liệt bọn họ cơ hồ đứng thẳng không nổi sắc mặt đại biến mọi người vô thức quay đầu lại nhìn bọn họ nhìn thấy một màn cực kỳ đồ sộ khí lưu gió bão như hồng thủy vỡ đê tràn ngang qua trụ phán xử gần nhất trụ phán xử nguy nga liền ầm ầm đổ nát, cơn lũ thánh viêm tựa như nước thép tan chảy chút xuống, quầng sáng thánh viêm trên bầu trời cũng bị một trận kích động. Mọi người đều nhìn trợn mắt há mồm, ngay cả đỗ khắc cũng không ngoại lệ. Hắn vẫn đang nghiên cứu trụ phán xử, hắn biết rõ nó vững chắc cỡ nào. Mấy trăm cây trụ phán xử thông qua quầng sáng thánh viêm nối tiếp thành nhất thể, hình thành kết cấu cực kỳ vững chắc ổn định. Vậy mà lại bị khí lưu của kiếm qua lốc xoáy đụng đứt, uy lực của kiếm qua lốc xoáy này là cường cỡ nào đây? Đột nhiên, trong lòng đỗ khắc sinh ra một tia hối hận vừa rồi mình nghiên cứu trụ phán xử làm gì hẳn là nên đi nghiên cứu kiếm qua lốc xoáy mới đúng a à. bỏ lỡ bỏ lỡ xa xa bạch tuyết thành chỉ còn lại một mảnh phế tích nó bị phá hủy phi thường triệt để tựa như bị một bàn chân thật lớn hoàn toàn đạp bẹp ngay cả một đống kiến trúc hơi cao chút cũng không còn đám a tín với vẻ mặt mờ mịt đứng ở trên phế tích không rõ đã phát sinh cái gì khi một gã hồn tướng cuối cùng thoát ra khỏi quang kén hồng sắc tâm tình kích động của đại trưởng lão mới bình tĩnh trở lại. Cho tới bây giờ, kế hoạch của lão ta hoàn mỹ không sứt mẻ, toàn bộ bước đi đều hoàn thành, ngay cả binh đoàn hồn tướng thánh viêm lão chuẩn bị để dùng làm đồ dự bị bảo hiểm đều đã hoàn thành. Không còn ai có thể ngăn cản lão, nhưng vào lúc này, màn lửa thánh viêm trên bầu trời bỗng nhiên kịch liệt lay động. Sắc mặt đại trưởng lão lạnh lẽo, có người phá hư trụ phán xử. Lão ta nhớ lại, lúc trước mình bị người ta nhìn lén, Lúc trước lão ta còn suy nghĩ xem làm thế nào tìm ra đối phương, không ngờ đối phương tự bộc lộ vị trí. Lão ta chỉ cần tra ra cây trụ phán xử nào bị phá hỏng là có thể biết rõ vị trí đối phương. Chỉ chốc lát thời gian như thế, binh đoàn hồn tướng Thánh Viêm đã tập hợp. Tô Phỉ đứng ở phía trước binh đoàn, phía sau nàng là 13 thánh hồn kỵ sĩ, phía sau thánh hồn kỵ sĩ là một đại quân nhìn không thấy điểm cuối. Trong cơ thể mỗi một binh sĩ hồn tướng đều có một quang minh dấu ấn tướng lĩnh có thể trực tiếp thông qua dấu ấn để chỉ huy binh sĩ. Những hồn tướng từ trong vô số người sống sót đào thải sàng lọc ra này đã trải qua thánh viêm tẩy luyện tẩm bổ, thực lực bay vọt về chất, bản năng chiến đấu của bọn chúng cường đại hơn nhiều so với trước đây. Tại trước thực lực tuyệt đối, toàn bộ âm mưu đều là thùng rỗng kêu to. Đại trưởng lão vô cùng bình tĩnh, tại sân nhà của thánh điện, người nào còn có thể tung lên được sóng gió gì. Bắt đầu đi, lão ta thản nhiên nói, bàn tay dán lên trụ phán xử, hỏa trụ thật lớn rung động, tại trước mặt ý chí vô thượng của lão ta, đó là lực lượng minh mông như vậy cũng phải thuận theo. Hỏa trụ to lớn chống lên thánh viêm chảy xuống phía dưới như ngọn nến tan chảy. Trong khoảnh khắc, kim sắc hỏa trụ nguyên bản thẳng nhập tận trời liền biến thành một cái kim sắc hỏa cầu thật lớn đường kính đạt đến một cây em. Hỏa cầu tựa như được một cái tay vô hình nhào nặn, trở nên dẹp lép, từ từ hóa thành một cái hỏa môn kim sắc. Vô số thánh viêm từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, hỏa môn đột nhiên bùng lên kim quang, kim quang trói mắt cơ hồ khiến người ta không mở mắt ra được. Ở trong quang mang kim sắc này, quang môn từ từ mở ra. Dường như cảm thụ được sự trầm trọng của quang môn, chấn động đáng sợ đó như rung động khuếch tán khắp toàn bộ Thánh Châu, quần sáng Thánh Viêm trên bầu trời nổi lên tầng tầng rung động, toàn bộ trụ phán xử đều đang chấn động. Vừa mới đi ra khỏi kiếm qua lốc xoáy, đám người đường thiên bị chấn động đột ngột nảy lên khiến giật nảy mình. Bọn họ cảm giác toàn bộ Thánh Châu đều đang chấn động. Chuẩn bị chiến đấu, Đường Thiên là người thứ nhất phát giác không ổn, lập tức lên tiếng nhắc nhở mọi người. Rất nhiều người trên mặt còn có một tia mờ mịt, không rõ đã phát sinh cái gì. Nhưng mà những đồng bọn quen thuộc đường Thiên, tín nhiệm hắn đã có phản ứng. Các trạch phù chính chỉ dẫn thần trang binh đoàn, cơ hồ không chút do so dự vò tới bên cạnh đường Thiên. Mà tiểu nhiên vừa rồi còn có chút mờ mịt thì giật mình một cái, bảo hộ tiểu thư. Hồn tướng bên cạnh nàng đều đã thoát thai hoán cốt, tựa như 120 vị ma thần, sát ý lạnh lẽo cô động cơ hồ khiến không khí xung quanh đông lại. Hư ảnh lóe lên trong không trung, bọn họ từ hư không xuất hiện bên cạnh thượng quan thiên huệ, điệu bộ bế nghĩa tự nhiên. A tín lại như thể không nghe thấy đường thiên cảnh báo, hắn ngơ ngác mà nhìn bất tử kiếm trên bàn tay. Nhưng vào lúc này, thánh viêm phía trên đỉnh đầu bọn họ bỗng nhiên trở nên kích động, tầng tầng thánh viêm rung động từ bốn phương tám hướng tụ tập trên đỉnh đầu bọn họ. Trong nháy mắt, đỉnh đầu bọn họ hiện lên một vòng thái dương, vô số thánh viêm tụ tập có rút thành một cái quang đoàn kim sắc rực sáng quang đoàn màu vàng kim với tốc độ kinh người không ngừng bành trướng biến ảo cuối cùng hóa thành một cái quang môn quang môn chậm rãi mở ra kim quang thuần khiết nhu hòa từ trong cửa tỏa ra một cái thân ảnh toàn thân được thánh viêm bao phủ bước ra khỏi quang môn tuy rằng toàn thơ cả người được thánh viêm bao phủ nhưng mà đường thiên vừa nhìn liền nhận ra được thân phận đối phương ánh mắt co lại tô phỉ tô phỉ nghe thấy đường thiên gọi nàng hờ hững nhìn đường thiên một cái bèn thu hồi ánh mắt tiếng bước chân chỉnh tề từ sau quang môn vọng ra từng hồn tướng trầm mặc túc sát hợp thành một cơn lũ kim sắc bước ra đám người cắt trạch đại biến sắc mặt thần tình đường thiên bình tĩnh lúc trước hắn đã từng nhìn thấy những hồn tướng này làm thế nào dựng dục phát triển hắn lướt nhìn đám người tăng nước lập mặt không còn chút máu biết là những người này đã triệt để mất đi dũng khí chiến đấu hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không trợ giúp cho trận chiến tranh này mà mình còn phải phân tâm chiếu cố nữa hắn thấp giọng phân phó các trạch bảo đám người tang đức lạp dẫn tộc nhân của mình còn cả mai tư phỉ nhĩ đức thương hội lập tức triệt thoái phía sau rời xa chiến trường nhìn đám người tang đức lạp thở phào nhẹ nhõm xoay người cuồng chạy đường thiên thu hồi ánh mắt đây là một trận quyết chiến đã định trước thảm liệt đến cực điểm ngoại trừ một phương tử vong trận chiến đấu này không có bất cứ kết quả gì khác tô phỉ khẽ lướt nhìn đỗ khác ở trên bầu trời trong trận doanh của địch nhân đó là một vị duy nhất có thể lơ lửng trên không trung tự nhiên làm người khác chú ý đỗ khắc cảm thụ được ánh mắt tô phỉ trong lòng lẫm liệt thực lực của vị nữ hồn tướng này khiến hắn cảm thụ được cực độ nguy hiểm hồn tướng bên cạnh thiên huệ ngay từ đầu nhìn thấy địch nhân cũng là hồn tướng thì trong ánh mắt sung mãn xem thường nhưng mà thấy đối phương cuồn cuộn không ngừng có hồn tướng từ trong quang đi ra biểu tình trên mặt bọn họ dần trở nên nghiêm trọng hồn tướng dày đặc chi chít an tĩnh phiêu phù ở trên không trung khí thức bọn họ trọn vẹn một khối sản sinh ra uy áp như núi cao áp đỉnh mà khi 13 vị thánh hồn kỵ sĩ bước ra khỏi hàng, khí tức toàn thân lượn lờ giống như thực chất khiến mọi người lại lần nữa biến sắc mặt. Đại trưởng lão là người cuối cùng bước ra khỏi quang môn. Khi lão ta hiện ra, một luồng uy áp phô thiên cái địa bao phủ khắp toàn trường. Vô luận là hồn tướng vạn năm giống như ma thần bên cạnh thiên huệ, hay là binh đoàn hồn tướng thánh viêm khổng lồ đủ làm người giật mình đều phảng phất là con kiến dưới chân lão ta, trở nên nhỏ bé không đáng kể. chương 941, đến đây báo danh. Đại trưởng lão vào trường tỏa ra cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông làm người ta vì đó thất thần. Trong lúc nhất thời, thiên địa tĩnh mịch, đỗ khắc trừng lớn con mắt, uy thế lộ ra trên người đại trưởng lão lúc này vậy mà lại cường đại hơn hẳn so với hắn nhìn thấy lúc đó. Hắn vốn cho rằng lúc đó đối phương đã hoàn toàn lột xác, thực lực bắt đầu có chiều hướng ổn định, không ngờ thực lực của đối phương lại lần nữa đột phá. Ở trong mắt hắn, thân thể đại trưởng lão tựa như biển rộng minh mông có rút thành một vòng xoáy, ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận dù cho đối phương chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng mà trong vòng trăm trượng xung quanh lão ta lại sạch sẽ tựa như khu vực trống rỗng, không thấy bất cứ pháp tắc tuyến nào. Khi đỗ khắc phát hiện tâm thần mình vì đó thất thần thì hắn đã biết trong vô hình giao phong đã rơi xuống thế hạ phong. Vô luận thủ đoạn đối phương sử dụng tàn khốc máu tanh cỡ nào, đối phương điên cuồng thế nào nhưng mà tâm trí đối phương kiên định, thật là đáng sợ. Đối phương lột xác đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, chính là hấp thu thánh viêm. Nhưng mà, Loại phương thức nhìn như đơn giản đến không có bất cứ hàm lượng kỹ thuật gì này, với số lượng thánh viêm đạt đến trình độ nhất định, độ khó lại lớn viễn siêu so với người bình thường có thể tưởng tượng. Hút thánh viêm giống như biển rộng vào trong cơ thể, khiến thánh viêm ở trong cơ thể mình có rút xoay tròn. Nhưng mà thánh viêm khổng lồ như thế cần phải có lực khống chế cực kỳ đáng sợ. Đại trưởng lão hiện tại chính là một quả bom uy lực cực lớn, lão ta khống chế hơi vô ý, hoặc là tinh thần hơi có buông lỏng, bất cứ một điểm sai lầm gì đều sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ đáng sợ, đại trưởng lão sẽ trong nháy mắt bị năng lượng minh mông mà cuồng bạo nổ tan thành cho bụi. Nhưng đại trưởng lão vân đạm phong khinh, thong dong chấn định, cái tâm niên cuồng lãnh khốc kia của lão ta không chỉ đối đãi với địch nhân, đối đãi với mình lại càng thêm lãnh khốc. Lòng tràn đầy chấn động, đỗ khắc không tự chủ quay mặt lại, ánh mắt rơi vào trên người đường thiên. Không nói tới cái khác, nội việc đối đãi với bản thân mình, đường thiên và đại trưởng lão có mấy phần giống nhau khi ý thức được mình rơi vào thế hạ phong thì người thứ nhất đỗ khắc nghĩ đến là đường thiên thần tình đường thiên bình tĩnh chẳng chút nào bị uy thế của đại trưởng lão trấn nhiếp hắn thậm chí không nhìn thấy khí thế sắc bén trước đây ở trên người đường thiên hắn tựa như một người thường không có tu luyện an tĩnh đứng ở nơi đó không có chút khí thế nào ánh mắt đại trưởng lão chậm rãi đảo qua toàn trường lão ta muốn nhìn xem là ai dám có can đảm trở thành địch nhân của mình khi ánh mắt giống như thực chất của đại trưởng lão nhìn đến tất cả mọi người có cảm giác toàn thân bị thiêu cháy, trong lòng hoảng sợ. Hồn tướng, ánh mắt đại trưởng lão chấp động, lão ta không ngờ đối phương vậy mà lại cũng có nhiều hồn tướng như vậy. Hơn nữa tố chất những hồn tướng này thật cao khiến lão ta có phần giật mình. Hồn tướng bên người nữ nhân kia tuy rằng cảm thụ được cảm giác áp bách trong ánh mắt lão nhưng mà không có chút khuất phục nào, trái lại ánh mắt hung dữ độc địa chừng với lão. Hồn tướng thật hung dữ, con mắt lão sáng ngời, lão luôn cảm giác hồn tướng của mình thiếu thứ gì đó, hiện tại lão đã hiểu được, hồn tướng của mình thiếu chính là loại khí thế hung giữ độc địa này. Nếu như tốt hồn tướng này rơi vào trong tay lão, lão có 10 phần nắm chắc chế tạo ra hồn tướng vô địch. Loại cảm giác này khi nhìn tới tiểu nhiên thì đạt đến cực điểm. Trong lòng lão hơi hơi tán thán, trên đời này vậy mà lại có hồn tướng hoàn mỹ như vậy. Lão ta không biết bản lĩnh chỉ huy chiến đấu của tiểu nhiên như thế nào, nhưng mà đơn tuần luận đến thân thể hồn tướng thì tiểu nhiên xuất sắc hơn tô phỉ quá nhiều. Thiên phú của tô phỉ khá xuất sắc, nhưng mà rốt cuộc chưa kinh lịch bao nhiêu trận chiến đấu chân chính. Thiên phú của tiểu nhiên không bằng tô phỉ nhưng mà lúc sống nàng vừa kịp tham dự chiến dịch tam đại binh đoàn, kinh lịch vô số gian khổ chiến đấu, sau khi trở thành hồn tướng, thần chí chưa diệt, lại sống ở chiến trường chém giết vạn năm. Thêm nữa nàng thích sung phong phía trước, thân thể trải qua vô số chiến đấu tẩy luyện, nên trở nên hoàn mỹ. Điểm này, 120 danh hồn tướng bên cạnh thiên huệ cũng giống như thế, bọn họ cũng trải qua vô số chiến đấu tẩy lễ, ý chí kiên định, tuy rằng có thể cảm thụ được khí thế đại trưởng lão ngập trời, nhưng mà ý chí qua quá trình lâu dài chiến đấu rèn luyện ra giúp bọn họ bảo trì chiến ý hung giữ độc địa. Đại trưởng lão phí nhiều khí lực như thế, hồn tướng làm ra có thể làm cho lão thỏa mãn chẳng có mấy cái. Khi lão nhìn thấy đối phương vậy mà lại có nhiều hồn tướng ưu tú như vậy, trong nháy mắt đó, tâm tình bình tĩnh trong như gương của lão cũng xuất hiện một tia dao động. Nếu như đại trưởng lão là một con sói thì hiện tại con mắt lão nhất định màu xanh mượt. Ánh mắt đại trưởng lão đảo qua A Tín, không một ly dừng lại gì, danh hồn tướng thần tình giải ra này không khiến cho lão ta có bất cứ chú ý gì. Thương cảm cho A Tín, trực tiếp bị đại trưởng lão quy vào hàng ngũ phao hôi. Sự tồn tại của Đỗ Khắc, đại trưởng lão đã biết rồi, lão ta không giật mình, thậm chí còn mỉm cười với Đỗ Khắc, bộ dáng kia tựa như trông thấy lão bằng hiếu. Trong lòng Đỗ Khắc âm thầm cảm khái, đại trưởng lão này quả nhiên không phải nhân vật bình thường a, lo gì thân là địch nhân người không thừa nhận cũng không được lão có phong phạm. Ánh mắt đại trưởng lão đảo qua đám người cắt chạch, không có bất cứ dao động gì, bây giờ ra hỏa cấp bậc này ở trong mắt lão không khác gì với kiến hôi. Đến tận khi ánh mắt lão ta đảo qua đường thiên, lão đột nhiên dừng lại, con người bỗng co lại. Đường thiên chú ý tới ánh mắt đại trưởng lão, bỗng nhiên đưa tay phải lên nhẹ nhàng vẫy vẫy đại trưởng lão, giống như là đang chào hỏi người quen. Tuy rằng đường thiên không toát ra khí tức nguy hiểm, nhưng mà đại trưởng lão vừa nhìn liền nhận ra ngay, đối phương chính là cái đứa âm thầm dình coi bọn họ kia nhưng khiến lão ta khiếp sợ là trạng thái đường thiên lúc này không riêng gì đại trưởng lão khiếp sợ ngay cả đỗ khắc cũng khiếp sợ trên đời này luôn có thiên tài khiến người ta cảm thấy vô lực đại trưởng lão tựa như thái dương trói mắt thôn vệ mọi thứ xung quanh bên trong trăm trượng xung quanh lão ta là vùng cấm pháp tắc mà đường thiên lại tương phản khí tức thân thể hắn hoàn mỹ dung hợp với không gian xung quanh sự tồn tại của hắn không có chút ảnh hưởng pháp tắc tuyến ở phụ cận hắn tựa như không khí vậy thân thể đại trưởng lão tựa như biển rộng áp xúc mà thành là cực hạn thực thân thể đường thiên lại dập dờn hư ảo nhìn không thấy bất cứ vết tích lực lượng dao động gì hắn phát huy hư đến cực hạn hai cái khí chất hoàn toàn khác biết nhưng đều rất cường đại ngay cả cường giả đã bước vào cảnh giới truyền thuyết như đỗ khắc cũng phải cảm khái có thể nghĩ mà biết thực lực hai người không ngờ lúc gặp mặt thiếu niên như thần lại ở tình cảnh như này đại trưởng lão bỗng nhiên cười tiêu sái mang theo mấy phần hoài niệm năm xưa ta từ thánh điện nhìn thấy rất nhiều tin tức từ thiên lộ, cảm giác đường thiếu niên không phải bình thường, nhưng trăm triệu lần không ngờ được ngươi có thể phát triển đến cảnh giới như thế, trở thành địch nhân số một của thánh điện ta. Đúng vậy, ta biết các ngươi nghĩ không ra, nếu ta dễ dàng bị ngươi đoán được như thế, vậy còn làm thế nào đánh bại ngươi? Đường thiên rào rạt đắc ý, nếu như phía sau cái mông của hắn có đuôi thì nhất định vỉnh lên tận trời. Vừa rồi còn vẻ mặt bội phục tán thán, lúc này biểu tình trên khuôn mặt đỗ khắc cứng đờ, hắn ngơ ngác nhìn đường thiên. Đại trưởng lão vẫn vân đảm phong khinh phong phạm cao thủ, thế nhưng là đường thiên thì sao chứ? Bộ dạng xuẩn ngốc như vậy tức thì làm toàn bộ ý cảnh cao thủ phá hư sạch sẽ. Vì sao khác biệt lớn như vậy? Ánh mắt đại trưởng lão chấp động, thành khẩn chân thành tha thiết nói, đường thiếu niên quả nhiên tư thế oai hùng vô song, nếu như thiếu niên nguyện ý gia nhập vào thánh điện ta, ta nguyện nhường vị trí đại trưởng lão, phụng thiếu niên làm chủ, Đường thiên cười nhạt, sau đó luyện ta thành hồn tướng. Đại trưởng lão than thở, thiếu niên có thành kiến với ta sâu như thế, thực sự là đáng tiếc. Xem ra, hai người người ta, tất có một người táng thân nơi đây. Đường thiên nhìn chầm chầm đại trưởng lão, một lát sau, bỗng nhiên nở ra nụ cười như ánh nắng, ngữ khí lãnh đạm lại kiên định như sắt thép, không giết ngươi, thế nào xứng đáng với nghìn vạn oan hồn thánh châu đã chết đi. Đại trưởng lão than thở, chuyện thống khổ nhất trên đời không có gì hơn là người tán thưởng lại lý niệm không gặp nhau lại không thể không giết chết đối phương yên tâm người chết rồi ta sẽ luyện ngươi thành hồn tướng hộ pháp thánh điện để ngươi nhìn thấy thánh điện ta muôn đời trường tồn vẻ mặt đường thiên như nhìn kẻ ngu ngốc muôn đời trường tồn ai cho ngươi tự tin như thế hôm nay của thánh điện chó má của ngươi sẽ bị ta đánh thành mẩu vụn ha ha đại trưởng lão cười dài chỉ dựa vào những người các ngươi ai cho ngươi tự tin cũng phải ngoài dự đoán mọi người đường thiên gật đầu dựa vào bằng này người chúng ta muốn làm thịt các ngươi là rất không hiện thực hắn bỗng nhiên gọi a tín a tín mở mịt quay mặt lại hắn không biết rõ ràng rốt cuộc đã phát sinh cái gì thần tình dại ra đại trưởng lão thờ ơ lạnh nhạt lão ta lườm a tín một cái ngay lập tức yên lòng cái đứa này rất phổ thông không có chỗ đặc thù gì cả ánh mắt mọi người soàn soạt rơi vào người a tín bọn họ không lý giải được thời điểm này đại nhân gọi a tín làm gì a tín này cũng thực sự thấy kỳ quái Người khác đi ra lốc xoáy đều như đổi thành người khác, thực lực tăng vọt, A Tín cũng đổi thành người khác, nhưng sự cơ trí sức lực trước đây tiêu thất, biến thành bộ dạng ngây ngốc hiện tại này. A Tín ngơ ngác nhìn đường thiên, chỉ có tiểu nhiên nhìn ra một chút manh mối, nàng tựa hồ nhìn thấy trong mắt A Tín có thứ gì đó chấp động óng ánh quang mang. Không biết vì cái gì, tâm tiểu nhiên bị nắm lấy. Gọi mọi người ra đi, đường thiên lớn tiếng hô, thần tình hắn mơ hồ có chút kích động. Gọi mọi người ra đi. Mũi A à Tín bỗng nhiên có chút chua sót, hắn hành lễ, ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng tuân mệnh, "Vâng. Ra đi, các ngươi, bất tử kiếm trong tay, cắm phập xuống mặt đất, như là có thứ gì đó kích động trong cơ thể hắn, âm thanh khàn khàn hắn giống giật, "Ra đi." Nam Thập Tự binh đoàn, màu đen nước biển từ thân kiếm chảy ra, lan tràn dọc theo mặt đất, bất tử kiếm bình cái hóa thành một đoàn vũ khí, tràn ngập mặt biển. Rầm rầm, rầm rầm, giống như xiềng xích kéo trên mặt đất tiếng bước chân chỉnh tề lẫn âm thanh thiết giáp xiết vào nhau, tụ tập thành một cơn lũ. Một đội thiết vệ màu đen chỉnh tề, đạp trên mặt biển bình tĩnh, giống như từ địa ngục đi ra. Mỗi một vị sĩ binh thần tình lạnh lẽo, nhìn không chớp mắt, trong đội ngũ không có bất cứ tạp âm gì khác. Binh sĩ cuồn cuộn không ngừng từ trong vũ khí đi ra, tựa như vô cùng vô tận. Thần tình bọn họ bình tĩnh, nhưng mà sát ý quanh thân giống như thực chất, hắc vụ lượn lờ quanh thân bọn họ thân thể bọn họ chấp động màu đen sáng bóng nhiếp tâm hồn người ta. Đại tướng cầm đầu, thân thể khôi ngô hùng tráng, hắn nhấc một cây chiến kỳ thật vô cùng lớn, cán cờ còn thô to hơn thân thể hắn, mặt cờ màu đen như màn đêm thâm trầm, ấn ký nam thập tự lóng lánh tựa như ngôi sao. Chiến kỳ trầm trọng trùng điệp nện vào bùn đất, mặt đất chấn động, bùn đất vẩy ra, nam thập tự màu đen lay động trong gió. Phía sau hắn, chiến trận đen ngòm xâm nghiêm vô thanh. Thanh âm thô kịch tang thương, tựa như từ một vạn năm trước xuyên thời gian mà tới, quanh quẩn trong thiên địa. Nam thập tự binh đoàn, ngủ yên hải, binh hồn chưa chết, đến đây báo cáo. chương 942, Tân Sinh, Chiến đấu. Chiến trận màu vàng kim và chiến trận màu đen rằng co với nhau, phân biệt rõ ràng. Chiến trường to như vậy mà tính mịch khôn kể, chỉ có chiến kỳ phần Phật vang trong gió. Đại trưởng lão không thể tin mà nhìn binh đoàn hồn tướng màu đen đột nhiên xuất hiện ở phía đối diện, con mắt lão ta trợn tròn xoe, từ chỗ nào đối phương kiếm được hồn tướng như thế, mình vì tạo ra binh đoàn hồn tướng Thánh Viêm không biết đã dốc bao nhiêu mạng người. Về mặt số lượng, hồn tướng của đối phương không ít hơn của lão, làm cho lão ta cảm thấy khó mà tiếp thu chính là tố chất những hồn tướng này thật cao, so với hồn tướng trong binh đoàn hồn tướng Thánh Viêm của lão không chỉ cao hơn một tầng thứ. Sao lại như thế? Nam Thập Tự binh đoàn, đột nhiên, đại trưởng lão nhớ tới xuất xứ tên này, nó đã từng xuất hiện trên tin tình báo từ Thiên Lộ đó là một binh đoàn xa xưa đã chôn vùi ở trong lịch sử làm sao bảo tồn được nhiều hồn tướng như vậy một vạn năm a à, hồn tướng có thể chống lại năm tháng mấy trăm năm ăn mòn cũng đã phi thường lợi hại một vạn năm đó là khái niệm gì thời gian dài rằng giặc đến ngay cả hồn tướng cũng muốn tự sát lão ta chưa từng nghe nói có hồn tướng sống quá một vạn năm thế nhưng không những có còn nhiều như vậy đại trưởng lão cảm thấy nhận biết về hồn tướng của mình đã triệt để bị phá vỡ Hồn tướng binh lính nhanh nhẹn dũng mãnh hùng dữ độc địa chiến ý dân trào kỷ luật xâm nghiêm trên thân mỗi người đều có thể nhìn thấy được khí chất lão binh hình thành qua thiên truy bách luyện trên chiến trường khi những lão binh này tụ tập lại cổ khí thế túc sát kia lập tức liền áp chế binh đoàn hồn tướng thánh viêm của lão xuống trong lòng chấn động còn có cả đường thiên hắn biết bất tử kiếm ở trong kiếm qua lốc xoáy có biến đổi về chất biết rõ những tàn hồn này lần nữa ngưng kết thân thể thế nhưng nhìn bọn họ túc sát vô thanh bước ra khỏi bất tử kiếm nhìn bọn họ nhấc chiến kỳ nam thập tự binh đoàn đi ra như thế, trong lòng hắn sung mãn cảm động và bi thương khó mà nói rõ bằng lời. Bởi vì hắn biết rõ bọn họ đã trải qua một vạn năm này như thế nào, hắn biết rõ cứ một trăm năm, bọn họ liền sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, đụng bản thân vỡ tan. Ngủ yên chi hải, nơi nhà thổ này bao hàm hy vọng và ký thác từ người sống, lại trở thành chiến trường bọn họ chưa từng buông tha trong vạn năm. Binh đoàn sinh tử không biết, chúng ta há có thể ngủ yên. Khi nhìn thấy những hồn tướng này chiến đấu vạn năm tại nơi hắc ám không người biết tới, phân thân toái cốt hơn trăm lần, thật đã thoát ra ngủ yên chi hải, thật đã trọng tổ hồn thể, thật đã mang theo sự không cam lòng và quyến luyến vạn năm, cũng không chịu ngủ yên mà đi ra đây, nhìn bọn họ đứng ở phía dưới chiến kỳ nam thập tự binh đoàn kêu gọi, gây ra sự cảm động khôn kể kích động ở trong lòng đường thiên. Nước mắt ca à tiến tràn mi, chiến hữu của hắn, tiền bối của hắn đứng ở trước mặt hắn, kề vai chiến đấu. Lấy thanh danh nam thập tự binh đoàn, chiến đấu. Năm tháng đã bị chúng ta bỏ lại phía sau, hiện thực đã được chúng ta xuyên thủng, một vạn năm trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trên chiến trường, chúng ta lại đứng sóng vai. Thể ngôn năm xưa vẫn còn đang kích động trong lòng người ta, chiến kỳ năm đó vẫn còn lay động tại đỉnh đầu người ta. Hắc, một vạn năm rồi, chúng ta vẫn là chúng ta. Hắc, một vạn năm rồi, nam thập tự binh đoàn vẫn là nam thập tự binh đoàn. A tín lau nước mắt, đi tới trước mặt vị nam tử cầm đầu, hắn hành lễ, lớn tiếng hô, nam thập tự binh đoàn thượng tướng A Tín, đến đây báo cáo. Con người đại trưởng lão nhịn không được co lại, lão ta biết rõ lần này mình thật nhìn sai rồi. Thượng tướng A Tín, đây là thượng tướng hồn tướng lần trước giết chết thu sát binh đoàn. Lão ta không ngờ được, cái hồn tướng nhìn qua khuôn mặt mờ mịt này vậy mà lại chính là A Tín. Nam tử đáp lễ, trầm giọng hô, thượng tướng các hạ, dựa theo điều lệ thời chiến, ngài có quyền chỉ huy tối cao. Nhưng mà, trước đó, thượng tướng các hạ, có thể nói cho chúng ta biết, binh đoàn còn tồn tại không? Chiến trận nghiêm chỉnh lần đầu tiên xuất hiện rối loạn, tất cả ánh mắt toàn bộ binh sĩ đều rơi trên người A Tín. Binh đoàn không còn nữa, thanh âm A Tín rất bình tĩnh, con mắt toàn bộ binh sĩ đều ảm đạm âm thanh nước nở không ngừng vang lên trong chiến trận. Rất nhiều người trong bọn họ, thân ảnh đang từng điểm trở nên nhạt. Bọn họ vốn là một tàn hồn, chỉ là bởi vì chấp niệm trong lòng chưa tiêu, đau khổ chống đỡ mới không bị năm tháng chôn vùi, nhưng mà bây giờ nghe thấy binh đoàn đã không còn tồn tại nữa bọn họ cảm thấy nhiều năm kiên trì như vậy không còn ý nghĩa gì mất tín niệm chống đỡ thân thể bọn họ liền sẽ hòa tan như băng tuyết tiêu thất nước mắt người nam tử hào sảng thoáng cái chảy ra khóc không thành tiếng đã tới chậm chúng ta đã tới chậm đúng vậy cũng đã một vạn năm rồi a à. tâm a tín bỗng dưng có rút đau đớn như thể đau vặt nghe thấy bọn họ tự trách bọn họ bi thương mất mát trong đầu hắn hiện lên hình ảnh sung phong như con thiêu thân lao đầu vào lửa là ngủ yên chi hải trên không phiêu đáng không dứt bên tai binh đoàn sinh tử không biết, chúng ta há có thể ngủ yên. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân, lớn tiếng hô, nhưng mà chúng ta còn tồn tại. Binh lính ngẩng đầu, con mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn vị thượng tướng không cường tráng này. Chúng ta tại, binh đoàn sẽ tại, mỗi một chữ, A Tín đều nói năng rất khí phách, đều hung hăng đóng vào trong lòng binh lính. Bọn họ lau khô nước mắt, ngước cao đầu, ưỡn ngực. Ánh mắt A Tín chậm rãi đảo qua mọi người, lớn tiếng hỏi một vạn năm đều không mai một chúng ta vì cái gì bởi vì a à, nghênh đón ánh mắt mọi người nghênh đón kim quang trói mắt a à tín bỗng nhiên nhớ đến đinh ốc ở trong băng quan chu lên vạn năm bỗng nhiên nghĩ đến tiểu quỷ muốn tái hiện cơ quan binh đoàn vinh quang muốn tiếp tục truyền thống của binh đoàn truyền thừa về sau nhớ tới mỗi một ngày của mình vạn năm qua nhớ tới mọi người tại ngủ yên chi hải dùng trăm năm ngủ say đổi lấy một lần thiêu thân lao đầu vào lửa trên khuôn mặt bất cần đời của hắn lần đầu tiên mang theo vẻ ngạo mạn và bế nghễ không ai bị nổi, chỉ chỉ mọi người, chỉ chỉ lồng ngực mình, nhấn mạnh từng chữ. Binh hồn chúng ta bất diệt, nam thập tự binh đoàn bất tử. Oanh, toàn bộ hồn tướng chỉ cảm giác trong đầu chấn động, những lời này trực tiếp đóng vào trong đầu bọn họ, ý thức nguyên bản mơ hồ mất mát đột nhiên rõ ràng. Không sai, thượng tướng các hạ nói không sai, bọn họ không thể kịp tới trợ giúp binh đoàn, nhưng cũng chính là binh đoàn không còn rồi nữa, chỉ còn lại có những binh hồn bọn họ trách nhiệm bảo vệ vinh quang của binh đoàn là trên thân bọn họ bọn họ không thể đẩy trách nhiệm ngoài ta không còn ai những binh sĩ kiêu ngạo thân thể ảm đạm lại trở nên ngưng thực hơn nữa càng thêm ngưng thực so với trước trên mặt bọn họ tỏa sáng ra dạng quang mang khác chiến ý cuộn trào mãnh liệt phóng lên cao như một con dao long bay lên trời hung hăng đánh lên quầng sáng thánh viêm trên bầu trời rầm 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 quầng sáng thánh viêm trên bầu trời kịch liệt chấn động thánh viêm vẩy ra mọi nơi ánh mắt a tín kiên định nhìn binh sĩ tân sinh trong lòng hắn cũng kích động phong vân chiến ý cường liệt thiêu đốt trong cơ thể hắn khi chính hắn hô lên câu nói kia thì toàn bộ lo lắng trong lòng hắn đã quét sạch sành xanh đúng vậy dù cho binh đoàn không còn thì sao quan trọng bọn họ vẫn còn bọn họ còn binh đoàn sẽ còn toàn thân a tín tản ra khí thế lẫm liệt hắn tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc nhọn không ai có thể kháng cự nhìn chiến trận kim sắc trước mặt khóe miệng hắn nở ra nụ cười khinh miệt các ngươi những gia hỏa chỉ có đắp nặn lên thân xác này, đến đi, để các ngươi kiến thức cái gì mới là binh đoàn. Hắn giơ cao hai tay, âm thanh khàn khàn giống giận. Nam thập tự binh đoàn, đi tới, dầm dập, cơn lũ màu đen, không nhanh không chậm đẩy mạnh về phía trước, tốc độ bọn họ cũng không nhanh, lại có một khí thế không ai có thể kháng cự, đủ để nghiền nát toàn bộ địch nhân chắn trước mặt. Đại trưởng lão tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, mấy lần lão ta muốn đánh đứt, nhưng mà lại không biết cắt đứt như thế nào. Những hồn tướng này quyến luyến và đồng nhất đối với binh đoàn thực sự sâu đủ khiến người ta giật mình. Lão ta có chút ước ao, làm thế nào mình mới có bộ hạ trung thành và tận tâm như vậy. Chẳng mấy chốc lão ta vất cái ý nghĩ này để lại đằng sau, đối với hiện tại, những thứ này đều không trọng yếu. Người thắng được trận chiến tranh này mới có ngày mai, trải qua khiếp sợ lúc ban đầu, lão ta đã chấn định lại. Binh đoàn hồn tướng đột nhiên xuất hiện làm xáo trộn bố trí của lão ta, nhưng mà lão ta vẫn có lòng tin 10 phần. Nơi này là Thánh Châu, nơi này có Thánh Viêm vô cùng vô tận, nơi này là sân nhà mà lão tỉ mỉ bố trí. Muốn ở nơi đây chiến thắng được lão, đó là si tâm vọng tưởng. Lão ta mỉm cười, tự tin mà thong dong, thản nhiên nói, tô phỉ, đều giao cho người đấy. Tô phỉ không người tuân mệnh, xoay người xuất lĩnh binh đoàn hồn tướng Thánh Viêm xuất kích. Dầm dầm, cơn lũ kim sắc cũng ầm ầm tiến về phía trước. Đại trưởng lão lộ ra vẻ thỏa mãn, sau khi đối phương biểu hiện ra sự cường đại, Tô Phỉ vẫn không bị ảnh hưởng, mà hồn tướng của mình không chút e sợ, không chút lùi bước, xông lên nghênh chiến địch nhân. Khuyết thiếu rèn luyện cũng chẳng sao, rèn luyện nhiều là được rồi, thụ thương cũng chẳng sao, nơi này có vô cùng vô tận thánh viêm bổ sung. Chết cũng không sao, đào thải một nhóm thì còn lại chính là tinh nhuệ, chết toàn bọn pháo hôi là được. Hơn nữa, sân nhà của mình lại dễ dàng đối phó như vậy sao? Trong mắt đại trưởng lão hiện lên một đạo hàn mang, bấm tay trên không trung nhẹ nhàng búng ra, dường như có một sợi dây cung vô hình nối tiếp với quầng sáng thánh viêm bị kích thích, vô số thánh viêm hạ xuống như hạt mưa. Thánh viêm rơi vào binh đoàn hồn tướng thánh viêm, khí thế của binh đoàn hồn tướng thánh viêm đột nhiên tăng lên, mà rơi xuống nam thập tự binh đoàn, lập tức bị sát ý của đối phương làm tan rã, nhưng mà có thánh viêm quấy dày, khí thế của bọn họ bị hãm lại, hơi hơi có chút không lưu loát. Lúc này đỗ khắc không chút trần trừ, miệng mỉm cười, thủ đoạn của đại trưởng lão ở trong mắt người khác thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng mà ở trong mắt đỗ khắc thủ đoạn như vậy thực sự nhỏ bé không đáng nhắc tới hắn bay xuống đến gần a tín bàn tay vạch bao ở trong không trung dao động khó mà nói rõ bằng lời phút trước khuếch tán ra xung quanh ở trên không binh đoàn xuất hiện một cái vòng sáng nhàn nhạt, nhạt thánh viêm rơi vào trong vòng sáng cấp tốc phân giải biến mất thánh viêm hóa thành từng sợi hư hóa năng lượng nhẹ nhẹ bổ sung tổn hao cho đám người a tín cái này là hắn học tập từ kiếm qua lốc xoáy của đường thiên chỉ là hắn khống chế pháp tác cao minh hơn. thoạt nhìn thanh thế không lớn, không thể so với kiếm qua lốc xoáy, nhưng mà có thể bổ sung tổn hao cho binh sĩ. đại trưởng lão khẽ lướt nhìn đỗ khắc, không bất ngờ cho lắm. tuy rằng lúc trước lão ta giao thủ với đỗ khắc rất nhất thời rất khắc chế, nhưng mà hai người đều biết rõ đối phương cao minh. đỗ khắc có thể dùng phương thức đặc biệt như thế cải biến năng lượng thánh viêm, khiến con mắt lão ta trở nên sáng ngời. tuy thế với lão ta mà nói, khống chế thánh viêm cơ hồ không cần phải tiêu hao lực lượng gì phải xem đối phương có thể chống đỡ bao lâu. Bố trí của đối phương phi thường có mục đích, hiển nhiên đã chủ tâm nghiên cứu Thánh viêm, tuy nhiên các ngươi cho rằng ta chỉ có những thủ đoạn này sao? Đại trưởng lão khẽ cười nhạt trong lòng, ở phía dưới lão ta, kim sắc cơn lũ và cơn lũ màu đen va rầm rầm vào nhau. Trong nháy mắt chiến đấu liền tiến nhập trạng thái gai cấn. Chương 943, đại kết cục, ngay từ đầu đường thiên đã nhìn chằm chằm đại trưởng lão, ánh mắt hắn không rời đại trưởng lão chút nào ở trong mắt hắn, đại trưởng lão mới là địch nhân trọng yếu nhất. Hắn không cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người, hắn biết vậy sẽ dễ dàng khiến cho đại trưởng lão cảnh giác. Hắn biểu hiện rất bình tĩnh, ngay cả khi A Tín nói chuyện với hồn tướng, hơn phân nửa sự chú ý của hắn đều ở trên người đại trưởng lão. Một trận chiến này là hung hiểm trước đó chưa từng có, sự chú ý của Đường Thiên cũng tập trung trước đây chưa từng có. Kinh lịch chiến đấu phong phú nói cho hắn biết, tình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Cơ hội lúc nào cũng có khả năng xuất hiện, thường thường chợt lóe lướt qua, nếu không tập trung chú ý, dù cho cơ hội xuất hiện cũng không chụp bắt nổi. Khi hắn phát hiện đại trưởng lão bị A Tín hấp dẫn, lập tức ý thức được, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Âm thầm ra hiệu bằng ánh mắt cho các trạch và phù chính chi, thần trang binh đoàn lặng lẽ vận chuyển. Đường Thiên ở trong kiếm qua lốc xoáy được đến gia tăng lên thật lớn, nhất là sự lý giải của hắn đối với pháp tắc có tăng lên về bản chất. Điểm này trong nháy mắt đầu tiên khi đường thiên liên hệ với thần trang binh đoàn thì phát giác ra biến hóa. Trước đây, chiến thuật hắn chuẩn bị cho thần trang binh đoàn, tương đối mà nói khá là khô khan đông cứng, chỉ là các loại pháp tác chiêu thức tổ hợp lắp ráp. Bây giờ trong mắt đường thiên, những chiến thuật này đều vô cùng thô giáp. Thức tỉnh thần trang hoàn toàn mới có lực khống chế bay vọt so với trước đây, cái này cũng giúp đường thiên có khả năng khống chế thần trang tăng lên cực lớn. Hắn chuẩn bị cho đại trưởng lão chính là chiến thuật số 9, Chiến thuật công kích đơn thể khoảng cách xa cường đại nhất của thần trang binh đoàn. Binh đoàn vừa vận chuyển, trong mắt các trạch liền hiện lên một chút vẻ hoảng sợ. Chiến thuật số 9 là một loại chiến thuật bọn hắn huấn luyện nhiều nhất, hắn tự nhiên rất quen tay. Nhưng mà cảm thụ lần này khác hẳn, bình thường hắn cần phải chú ý tập trung cao độ, cực kỳ chú ý sự kết nối với các đội hữu. Các loại năng lượng khác nhau nối tiếp và trồng lên là điểm khó nhất của chiến thuật số 9 trong đó bất cứ một bước sai lệch trong một phần trăm giây liền có khả năng làm cho uy lực giảm mạnh. Vì nối tiếp chuẩn xác, bình thường bọn họ phải ăn một ít vị đắng mới luyện đến tình trạng tương đối thuần thục. Nhưng dù cho như vậy, ở trong chiến đấu bọn họ cần phải tập trung hoàn toàn tinh thần, bằng không bất cứ một điểm sơ xảy gì đều có khả năng dẫn đến sát thành lại bại. Nhưng mà lần vận chuyển này, các trẻ cảm giác mình tựa như được một bàn tay vô hình lặng yên thúc đẩy đi tới trước, vô cùng lưu loát tự nhiên. Làm cho hắn giật mình hơn nữa chính là pháp tắc chi lực của hắn đang không ngừng lướt qua, hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Nếu như không phải hắn hoàn toàn tín nhiệm Đường Thiên vô điều kiện, hắn hẳn phải sợ hãi. Khả năng khống chế của đại nhân hiện tại vậy mà lại đã cường đến tình trạng này sao? Hắn cảm thấy quá bất khả tư nghị, không thể tin nổi, nhưng năng lượng hắn đưa vào đã vượt xa năng lượng chiến thuật số 9 bình thường cần phải có. Nhiều năng lượng như vậy, đại nhân xử lý như thế nào? Bất cứ một loại chiến thuật nào đều không phải cứ nhiều năng lượng là tốt, không những không phải nhiều hơn tốt hơn, mà trái lại sẽ có rất nhiều hạn chế. Năng lượng quá lượng, đối với chiến thuật mà nói chỉ là phá hư. Nhưng mà khiến hắn trợn mắt há mồm chính là hắn mắt mở chừng chừng nhìn năng lượng có thuộc tính khác nhau cuồn cuộn không ngừng tụ tập chồng chất lên nhau. Toàn bộ quá trình giống như mây bay nước chảy, không có chút ngưng trệ nào. Nếu như không phải cắt trạch phi thường quen thuộc với những năng lượng này, hắn nhất định sẽ cho rằng những năng lượng này là đồng căn nguyên, vô cùng hòa đồng. Nhưng mà khi huấn luyện, hắn biết rõ giữa những năng lượng khác thuộc tính này là cuồng bạo cỡ nào. Chỉ mỗi khiến chúng nó trồng lên, bọn họ bị nổ khiến cho toàn thân bám đầy bụi đất. Trong lúc bất ngờ, hình thức cố định trong huấn luyện lâu dài đã bị phá vỡ như thế, cát trạch bị khả năng khống chế không thể tưởng tượng của đường thiên hù dọa khiến cho ngây người. Không riêng gì cát trạch, toàn bộ đội viên thần trang binh đoàn đều bị thủ đoạn đột nhiên của đường thiên hù dọa mất rồi. Cát Trạch bỗng nhiên nhíu mày, trong lòng hắn luôn có cảm giác mình đã bỏ sót thứ gì đó trọng yếu. Chờ chút, con mắt Cát Trạch sáng ngời, hắn biết rõ mình đã bỏ sót cái gì, năng lượng dao động. Vậy mà hắn lại không cảm thụ được năng lượng dao động. Hắn suýt nữa thét thất thanh chói tai, điều đó không thể nào thế được. Nhiều loại năng lượng khác nhau trồng chất, làm sao mà không có dao động. Thế nhưng là, chính hắn hoàn toàn không cảm thụ được năng lượng dao động. Toàn bộ pháp tắc chi lực của đội viên đều bị lấy đi hoàn toàn, Chúng tụ tập thành một cái mũi tên nhỏ trên đầu ngón tay Đường Thiên. Mũi tên nhỏ này hoàn toàn khác với mũi tên hình thành trong chiến thuật số 9, bình thường, mũi tên màu sắc óng ánh, có băng văn và huyết lưới đỏ sậm, trong huyết lưới có quang cát và diễm văn. Cái mũi tên nhỏ trước mắt này giống như một luồng khói đen biến thành khiến mọi người tràn đầy hiếu kỳ sen lẫn mong đợi. Bọn họ chưa thấy chiến thuật số 9 như vậy, cũng chưa từng thấy tiểu tiến chiến thuật số 9 như vậy. Đường Thiên không lập tức công kích, mà là kiên trì chờ đợi cơ hội đại trưởng lão hoàn toàn bị chiến đấu đại quy mô của binh đoàn phía dưới hút sự chú ý nhân số hai bên đông đảo thực lực đại binh đoàn đều phi thường tinh nhuệ như vậy trực tiếp giao phong là cực kỳ hiếm thấy lão đại của song phương đều là võ tướng phi thường xuất sắc bọn họ đều có thể dùng đủ phương thức đặc thù trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh cho thuộc hạ binh đoàn linh hoạt tựa như cánh tay bộ phận thân thể của bọn họ vậy các loại chiến thuật phối hợp khiến người ta hoa cả mắt chiến thuật đối kháng đang trình diễn với tiết tấu kinh người tô phỉ bắt đầu rơi xuống hạ phong điều này không làm cho đại trưởng lão cảm thấy bất ngờ nhưng rơi xuống thế hạ phong nhanh như thế khiến lão ta cảm thấy bất mãn lão ta cảm thấy tô phỉ hiển nhiên còn không đủ sức để quản lý hệ thống võ tướng của mình không nghi ngờ gì về thiên phú của tô phỉ năng lực xuất chúng nhưng có không ít nhược điểm tỷ như tài năng chỉ huy xuất chúng nhưng kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu ít đến thương cảm một là kinh nghiệm thực chiến ít một nữa thì là kinh nghiệm chỉ huy đại binh đoàn ít Quang minh kỵ sĩ đoàn hiếm khi nhận nhiệm vụ chiến đấu nên kinh nghiệm thực chiến tự nhiên là ít. Cho tới nay Tô Phỉ đều đảm nhiệm trước đội trưởng Quang minh kỵ sĩ đoàn. Quang minh kỵ sĩ đoàn là tiểu binh đoàn mấy trăm người, đại binh đoàn mấy vạn người Tô Phỉ chưa từng chỉ huy. Mà đối thủ A Tín vô luận là thực chiến hay là chỉ huy đại binh đoàn chiến đấu đều có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, vô cùng tinh tế. Tô Phỉ lộ ra bất cứ một cái hở nhỏ gì đều sẽ bị hắn nắm bắt, từng chút bị đối phương mở rộng ưu thế. Hơn nữa tố chất binh sĩ song phương cũng có tranh lệch rất lớn. Binh sĩ của binh đoàn hồn tướng Thánh Viêm về mặt thực lực, kinh nghiệm đều không thể so sánh với đám hồn tướng nam thập tự binh đoàn này. Dù cho bọn họ có Thánh Viêm bổ sung, nhưng mà vẫn bị áp chế đến không ngẩng nổi đầu. Nhìn đi, chỉ dùng mỗi một chiêu kia thôi. Đại trưởng lão âm thầm lắc đầu, phí nhiều sức lực như vậy, cục diện tốt vẫn bị đối phương áp chế, xem ra mình còn cần tìm mấy võ tướng giả dặn hơn. Tô phỉ còn quá non nớt, không chịu nổi trách nhiệm lớn. Cũng may còn có hậu chiêu, đại trưởng lão mỉm cười, quang minh ấn ký trên trán đột nhiên biến sáng lên. Phanh, trong hỗn chiến, một gã binh sĩ của Thánh Viêm binh đoàn đột nhiên nổ tung, hóa thành một chùm thánh viêm kim sắc xen lẫn một vệt đỏ sập, dị thường yêu dị. Một gã hồn tướng Nam Thập Tự binh đoàn ở gần bị thánh viêm ám hồng nhiễm phải. Động tác của binh sĩ này đột nhiên khựng lại, thánh viêm đỏ lừ rót vào thân thể hắn. Một cái quang minh ấn ký nhàn nhạt, nhạt lấp lóe trên trán binh sĩ, trên mặt binh sĩ hiện lên vẻ giấy rựa. Từ quầng sáng thánh viêm trên bầu trời bay xuống một đạo thánh viêm, thánh viêm quấn lên thân thể binh sĩ kia, thánh viêm bắt đầu như sinh trưởng, quang kén đỏ tươi lan tràn đến đầu gối binh sĩ. Bang bang phanh, từng cái quang minh hồn tướng thánh viêm nổ tung, hóa thành từng chùm thánh viêm đỏ sậm. Trong nháy mắt chiến trường liền nhiễm tảng lớn đỏ sậm quỷ dị. Quầng sáng thánh viêm ở trên đỉnh đầu bùng lên quang mang, thánh viêm cuộn trào mãnh liệt từ bốn phương tám hướng vào tới. Khóe mắt A Tín muốn nứt ra, hắn không ngờ rằng đại trưởng lão vậy mà lại lấy thân thể binh sĩ của mình làm vũ khí. Bắt đầu từ ngày hắn gia nhập vào binh đoàn, mọi người đều quan ái với nhau, sau khi hắn trở thành võ tướng thì rất bảo vệ binh sĩ dưới chướng mình. Hắn chưa từng nghĩ, vậy mà lại có người nhẫn tâm dùng binh sĩ dưới chướng mình làm vũ khí công kích địch nhân như thế. Ở trong cảm nhận của đại trưởng lão, những người này không đáng kể chút nào, ở trong lòng lão ta, đại khái không có người không thể hy sinh đi. Ngủ yên chi hải. Tiếng Đường Thiên nhắc nhở vang lên trong lỗ tai hắn, A Tín rồi đột nhiên giật mình một cái, thoát ra khỏi phẫn nộ, trong lòng có chút xấu hổ, tại thời điểm chiến đấu mình vậy mà lại bị phẫn nộ che mờ con mắt, thực sự là không nên. Lập tức A Tín ý thức được chỗ tốt từ đề nghị này của Đường Thiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Bất Tử Kiếm. Ông, tiếng kiếm vang lên, Bất Tử Kiếm bay vào trong tay A Tín, Ngủ Yên Chi Hải màu đen từ dưới chân A Tín lan tràn ra khí thức quen thuộc trong nước biển màu đen lập tức làm cho binh sĩ bị nhiễm thánh viêm màu đỏ sậm an tĩnh lại, quang minh ấn ký trên trán bọn họ dần dần nhạt đi. Đỗ khắc bỗng nhiên xuất hiện như u linh ở phía sau đại trưởng lão, nhưng mà đại trưởng lão như thể đã sớm phát hiện, một bàn tay vỗ về phía sau với góc độ quỷ dị. Vừa mới xuất hiện, đỗ khắc đối diện một trường này thì sắc mặt khẽ biến, pháp tắc lĩnh vực toàn lực mở ra. Oanh, âm thanh bùng nổ thật lớn, khiến mỗi người tại chiến trường đều bị chấn động. Lực lượng kinh khủng tuyệt luân, thân thể đỗ khắc chấn động mắt hoa lên không kịp phản ứng lại bùng hắn bị mạnh mẽ đập lên mặt đất chỉ còn thấy một cái hố to tất cả mọi người trên chiến trường bị một trường này của đại trưởng lão hù dọa thậm chí xuất hiện một khoảng dừng lại mặt đám người cắt chạch soạt một cái biến trắng đó là đỗ khắc a tội vực đệ nhất nhân a vậy mà lại bị người vỗ một cái trực tiếp chui xuống mặt đất cái này đại trưởng lão nhìn đường thiên một cái khuôn mặt tỏ ra mỉa mai lão ta không tiếp tục để ý nữa mà giơ cánh tay phải lên một đạo hỏa trụ thánh viêm từ trên trời giáng xuống, bao phủ bàn tay lão ta, nối tiếp lão ta với quầng sáng thánh viêm trên bầu trời. Quang minh ấn ký trên trán đại trưởng lão trở nên sáng ngời, khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt. Thánh viêm đỏ sẫm nguyên bản bị ngủ yên chi hải không ngừng thôn vệ bùng lên quang mang, lại chiếm cứ quyền chủ động, huyết kén lại lần nữa bắt đầu sinh trưởng. Đỗ khắc giấy rụa từ bên trong hố sâu bỏ ra, hắn lau máu tươi bên mép. Lần đầu tiên hắn bị chật vật như thế, thụ trọng thương như thế pháp tắc lĩnh vực của hắn dưới một kích cuồng bạo như thế xuất hiện vết dạn đại trưởng lão xác thực đáng sợ bên trong thân thể hắn tựa như ẩn chứa một cái hải dương cuồng bạo đỗ khắc lần đầu tiên nếm lực lượng kinh người như thế nhưng tưởng dễ dàng đánh bại mình không dễ như vậy a à. thiên huệ lường đường thiên ở xa xa một cái nàng thực sự quá hiểu thiên ca ca lâu như vậy vẫn chưa động thủ quá không phù hợp tính cách thiên ca ca vậy chỉ có một khả năng thiên ca ca đang chờ đợi cơ hội Tuy rằng không biết thiên ca ca chuẩn bị sát chiêu gì cho đại trưởng lão, nhưng mà chỉ cần biết rằng thiên ca ca đang chờ đợi cơ hội là được. Ánh mắt thiên huệ quan tâm chiến trường, đầu óc thủy trung bảo trì lãnh tính, dù cho đại trưởng lão dùng chiêu thức ác độc như thế, nàng cũng không có chút kích động nào. Toàn bộ chiến trường hiện lên rõ ràng ở trong mắt nàng, nơi tự bạo nhiều nhất là khu vực đan sen giữa song phương. Đại trưởng lão vì có thể làm ô nhiễm nhiều hơn binh sĩ, cố ý khiến phòng tuyến kéo dài. Kể từ đó, trận hình của bản thân bọn họ liền bị ép dẹp. Người từ nơi đó cắt vào, sau đó xung kích hướng bên trái, chỉ cần tạo ra một lỗ hồng, còn lại giao cho A Tín, hắn sẽ lợi dụng tốt. Trận hình của đối phương sẽ nghiêng về hướng A Tín, người thử vòng lại, cắt xéo vào từ hậu tâm tô phỉ. Nàng thấp giọng phân phó tiểu nhiên, ngữ khí lãnh tính khẳng định, khiến người ta tin phục. Chiến đấu tầng này nàng không có biện pháp tham gia, nếu như suốt đội xung kích còn phải khiến mọi người phân tâm chiếu cố mình hậu tâm tô phỉ tiểu nhiên có chút không hiểu nơi đó không phải phòng thủ rất dày đặc sao đúng thiên huệ nghiêm chỉnh nói ta chú ý tới thói quen của tô phỉ nàng ta thích bảo hộ bên sườn cách ứng đối rất chính thống cho nên nàng ta nhất định sẽ dùng chủ lực ứng đối a tín nàng phải chia sẻ áp lực cho đại trưởng lão vì vậy đây là cơ hội cho ngươi ngươi cắt vào hậu tâm tô phỉ là có thể công kích ảnh hưởng đại trưởng lão nhớ kỹ một chiêu chỉ có một chiêu không nên gần người không nên lưu lực công kích xong lập tức hồi triệt, không được do dự. Nhớ kỹ không, nhớ kỹ, tiểu nhiên gật đầu lia lịa người khác có lẽ sẽ nghi ngờ với chỉ lệnh như vậy, nhưng tiểu nhiên thì không. Tiểu thư là nữ chiến thần đã từng đánh bại A Tín. Tiểu nhiên nóng lòng muốn thử, ta đi đây, tiểu thư. Nàng đã không còn kiên nhẫn, phía trước đánh đến mức kịch liệt như thế, nàng không thể tham chiến chính là đang bị dày vò. Chú ý an toàn, thiên huệ căn dặn, đường thiên tỏ vẻ như thường, vừa rồi thần sắc mỉa mai của đại trưởng lão, hắn thấy rất rõ ràng. Nhưng mà song phương chỉ vừa mới bắt đầu đánh cờ, tựa như đại trưởng lão biết rõ hắn đang chờ đợi cơ hội đưa ra một kích chí mạng, đại trưởng lão đã sớm chú ý tới sát chiêu trong tay đường thiên. Điểm khác biệt chính là đại trưởng lão cảm thấy mình khống chế được cục diệt, chỉ cần phòng bị đối phương đánh lén là được. Trong những người này duy nhất có thể tạo ra uy hiếp cho lão, đó là đường thiên. Mà đường thiên cũng đang cho rằng phe mình chiếm cứ ưu thế, bởi vì hắn có đồng bạn, hơn nữa hắn tín nhiệm đồng bạn của mình. Tiểu nhiên sung phong không khiến cho đại trưởng lão quá chú ý, hiện tại hơn phân nửa tinh thần của lão ta đặt ở tù binh hồn tướng của đối phương và phòng bị đường thiên. Đối với những hồn tướng này lão đã sớm nhỏ dãi ba thước, không tiếc hy sinh hồn tướng của phe mình để nỗ lực cướp đoạt quyền khống chế những hồn tướng này. Chỉ là khiến lão ta bất ngờ chính là lực lượng của ngủ yên chi hải mạnh hơn lão ta tưởng tượng, lão ta không thể không tốn hao nhiều hơn lực lượng để áp chế ngủ yên chi hải. Tiểu nhiên sung phong phi thường thuận lợi, lực sung kích của nàng cường đại hơn A tín nhiều, hơn nữa hồn tướng cận vệ bên người nàng thực lực cũng cường đại hơn rất nhiều so với binh sĩ hồn tướng phổ thông của nam thập tự binh đoàn quả nhiên tất cả giống như tiểu thư dự liệu nhìn thấy trận hình của tô phỉ bị a tín kéo lệch tiểu nhiên không có bất cứ do dự gì dẫn cận vệ hồn tướng lặng lẽ mở một vòng lớn khắp toàn bộ chiến trường tiểu nhiên tựa như nhỏ bé trong suốt không có ai chú ý nàng đối thủ của tô phỉ là a tín đại trưởng lão phòng bị chính là đường thiên ngoại trừ đường thiên vậy cũng chỉ là đỗ khắc còn có chút uy hiếp về phần tiểu nhiên, trong con mắt đại trưởng lão là kiện chiến lợi phẩm hoàn mỹ. Khi tiểu nhiên dẫn cận vệ hồn tướng đột nhiên đâm vào hậu tâm tô phỉ, đến gần đại trưởng lão, lúc này mới khiến cho tô phỉ và đại trưởng lão cảnh giác. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, tiểu nhiên đột nhiên hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, sát. Chả mã đao trong tay tụ tập lực lượng toàn thân, ầm ầm chém ra. Ở phía sau nàng, 120 vị hồn tướng đồng thời chém ra. 120 đạo đao mang chìm vào đao mang của tiểu nhiên, giống như một vầng trăng lạnh, bắn nhanh tới đại trưởng lão. Nếu như đường nhất có mặt tại nơi đây, hắn nhất định sẽ nhận ra, đó là trọng mâu sung phong mà hắn rất am hiểu. Nhưng mà ở trong tay tiểu nhiên, chiêu trọng mâu sung phong này lại không có chút khí tức khói lửa nào. Đao mang vẫy ra, tiểu nhiên nhớ kỹ tiểu thư căn dặn, nhìn cũng không nhìn, quay đầu cuồng chạy. Sắc mặt đại trưởng lão đột nhiên trầm xuống, công kích như vậy lão ta tự nhiên không để vào mắt, ở trong mắt lão, đám người tiểu nhiên tựa như con kiến hôi, Thế nhưng không ngờ, con kiến hồi vậy mà lại chủ động công kích lão, còn để bọn họ tiến tới khoảng cách gần như thế. Đúng vào thời khắc mấu chốt lão đang cướp đoạt quyền khống chế, đáng chết. Phế vật tô phỉ này, đại trưởng lão đè nén nổi giận trong lòng, nhìn đạo đao mang giống vầng trăng lạnh kia, con mắt lão ta một mảnh băng hàn. Lão ta vùng cánh tay trái lên, đang chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên thấy hoa mắt. Là đỗ khắc vừa mới bỏ ra từ hố sâu, nhìn qua hơi thở thoi thóp lại đột nhiên xuất thủ, Đại trưởng lão chỉ cảm giác mình như thể trong một thế giới kỳ quái, khắp nơi trước mắt đều là các loại quầng sáng đủ màu sắc, cái lỗ tai ông ông rền rĩ, các loại thanh âm kỳ quái tràn ngập lỗ tai lão ta. Sắc mặt đại trưởng lão đại biến, ảo cảnh, có thể lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực, đỗ khắc sao là một người ngu ngốc. Vừa rồi thụ thương liền lập tức minh bạch mình sai lầm về sách lược, lực lượng trong cơ thể đại trưởng lão cực kỳ kinh khủng, mình cứng đối cứng với đối phương, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đã như vậy, Sao không tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu? Lực lượng trong cơ thể đại trưởng lão tuy rằng kinh khủng, nhưng mà lão ta lĩnh ngộ pháp tắc không cao. Hơn nữa Đỗ Khắc rất rõ ràng, mình hoàn toàn không cần biện pháp có lực sát thương, chỉ cần khiến đại trưởng lão phân thần. Đỗ Khắc lập tức nghĩ đến ảo giác, một trong những biện pháp hữu dụng nhất đối với sơ học giả. Trình độ của Đỗ Khắc cao bao nhiêu, ảo giác mà hắn biết không chỉ liên quan đến quang pháp tắc, còn có cả thanh âm pháp tắc, không gian pháp tắc vân vân. Đại trưởng lão lập tức trúng chiêu hoàn toàn không có bất cứ phòng bị gì, đại trưởng lão thất kinh, vô thức ngăn cản ánh đao tiểu nhiên, vừa điên cuồng thúc đẩy thánh viêm, thôn vệ pháp tắc liên quan tới ảo giác. Vào thời điểm này, đường thiên cuối cùng động thủ, động tác hắn cực nhanh, không có bất cứ kẻ nào thấy rõ ràng. Đại trưởng lão đột nhiên dừng lại động tác, chính giữa quang minh ấn ký trên trán lão ta đột nhiên có thêm một cái lỗ cỡ ngón tay. Lão ta không chút động đậy, hỏa trụ thánh viêm trên cánh tay phải phình cái vỡ tan. Bang bang phanh huyết kén quấn trên thân binh sĩ dồn dập tan vỡ. Tô phỉ dừng lại, quang minh ấn trên chán nàng bỗng nhiên phóng ra quang mang chói mắt, chán binh sĩ khác của binh đoàn hồn tướng Thánh Viêm đều bùng lên quang mang, bọn họ như bị dính định thân pháp, đứng yên tại chỗ không động đậy. Sắc mặt đường thiên bỗng nhiên đại biến, chạy mau, đám người A tín đỗ khắc trên chiến trường lập tức phản ứng, sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Đại trưởng lão không ngờ rằng, mình vậy mà lại thua ở trên tay một chiêu ảo giác, nhưng mà các người cũng không thắng được rõ ràng cảm thụ thánh viêm trong cơ thể đang không khống chế được, lão ta muốn cất tiếng cuồng tiếu, nhưng thanh âm gì cũng thốt không nổi. Oanh, một đoàn quang mang chói mắt tỏa ra từ phía sau mọi người, đám người tô phỉ còn không kịp nổ tung liền bị quang mang chói mắt thôn phệ. Sắc mặt đường thiên đại biến, không chút do dự xòe rộng hai bàn tay, vô số pháp tắc tuyến đan sen trong không trung, chúng điên cuồng sinh trưởng tựa như dây leo, hóa thành một bức tường pháp tắc. Hắn thúc đẩy thức tỉnh thần trang đến cực hạn, quang mang trong suốt theo pháp tắc sáng lên, bức tường ánh sáng dựng lên che ở phía sau bọn họ. Đang cuồng chạy bỗng nhiên trong lòng thiên huệ có cảm ứng, đột nhiên quay đầu lại, khi nàng nhìn thấy đường thiên mở rộng hai tay bên trong bức tường ánh sáng, hệt như con bướm trong hồ phách, đầu nàng bùm một cái, toàn bộ huyết sắc trên mặt trong nháy mắt tuột đi không còn một mảnh. Không, tiếng la tê tâm liệt phế bị vô tận quang mang thôn phệ. Năm năm sau, bây giờ tinh phong thành đã trở thành đầu mối then chốt liên thông thiên lộ và thánh vực, phạm vi thành thị mở rộng ra không biết lớn hơn trước đây biết bao lần. Nhưng mà tinh phong thành chân chính phồn vinh có liên quan với nữ vương bệ hạ. Ba năm trước sau khi nữ vương bệ hạ thống nhất thánh vực thiên lộ, bệ hạ liền di cư đến tinh phong thành. Nghe nói bệ hạ lúc nhỏ đã từng lưu lại tại tinh phong thành, tình cảm đối với nơi đây thâm hậu. Biệt cung của bệ hạ tại tinh phong thành là trên ngọn núi tại ngoài khu thành cũ, phong cảnh tại ngọn núi kia bình thường, không biết vì sao bệ hạ độc ái nơi này. Thiên Huệ ngồi ở trên tảng đá, nâng cầm, nhìn xa xa. Năm đó mỗi đêm tối, hắn đều tới nơi này tu luyện cơ sở vũ kỹ. Trước lúc nàng ly khai tinh phong thành, cũng như vậy, ngồi ở trên tảng đá này, ngon lành mà nhìn hắn khua vẫy mồ hôi như mưa. Nàng an tĩnh ngồi như thế, biết ánh nắng chiều đã bị đêm tối nuốt hết, nàng mới đứng dậy trở lại biệt cung. An tĩnh ăn xong cơm tối, nàng như thường ngày, đi tới băng thất. Bên trong băng phòng, chỉ có một cái băng quan, một vị thiếu niên an tĩnh nằm ở bên trong thiên huệ an tĩnh mà nhìn kỹ cái khuôn mặt quen thuộc này đỗ khắc nói trong cơ thể hắn còn lưu lại một tia sinh cơ nàng đang đợi hắn tỉnh cũng như thường ngày nàng ôn nhu mà kể việc nhà thiên ca ca ngươi chừng nào thì tỉnh lại ngày mai là sinh nhật của ngươi rồi đấy bọn họ đều sẽ đến đây a à. ngươi đã nhiều năm không thấy bọn họ rồi hiện tại mọi người đều rất lợi hại a à, người mau mau tỉnh lại đi bằng không ngày mai tiểu húc húc chắc chắn sẽ nói đánh ngươi thành như cậu một thanh âm mơ hồ mang theo sự mờ mịt phẫn nộ vang lên trong băng quan. Đánh ta thành như khẩu mấy ngày không chừng trị, cái đứa này khẩu khí đã ngông cuồng như thế sao? Không được, cái khẩu khí này không thể nhịn, thiên huệ như dính phải định thân pháp, cảm nghĩ hoàn thành tác phẩm. Cảm nghĩ hoàn thành tác phẩm, mỗi khi ta đặt dấu chấm cho mỗi quyển sách là trong lòng tràn ngập cảm giác không muốn, có tiếc nuối cũng có cảm giác như chút song gánh nặng, đôi khi còn cả những tâm tình khó mà tả được, chung quy là cảm khái cảm khái bản thân tiếp tục viết xong một quyển. Đoạn cuối không biết mọi người có thích không, cá nhân ta yêu thích, muốn nói gì cũng đã nói trong đó cả rồi. Nhìn lại, quyển này khó để bản thân thỏa mãn, ừ, nhiều chỗ chưa hài lòng. Viết gần 10 năm rồi, những chỗ chưa hài lòng trước đây xoắn suýt cũng thản nhiên chậm chậm chấp nhận, dù gì mình khá thật lòng, tận lực mà thôi. Đại khái qua mấy năm quyển sách này vẫn còn có thể lưu ở bên trong trí nhớ, như là thiếu niên như thần lên lên lên, là gào thét vạn năm, là binh đoàn sinh tử không biết chúng ta sao ngủ yên được. Ta nghĩ nhiều năm nữa chính mình hẳn là cũng sẽ không quên. Hiện tại còn nhớ thời điểm tả gào thét vạn năm là ở phòng cà phê. Tả đến tâm tình của bản thân suýt chút nữa mất khống chế, cũng may cảm thấy quá nhiều người, chảy nước mắt quá mất mặt, cho nên cố nén. Tả quyển sách này số lần cảm động nhiều nhất, tuy rằng thường thường nhân vật chính chưa đóng, đây là chỗ ta khổ nhất não. Thế nhưng mỗi lần tả đến cảnh những tình cảm bạo phát, vẫn cảm động cho bọn họ như cũ. Viết gần 10 năm, đến hiện tại chi tiết trong mỗi quyển sách còn nhớ không nhiều. Sư sĩ là chi tiết khi hô hấp, lúc đó rất đắc ý. Tạp đồ ta nhớ rõ ràng nhất là địa phương có chút kỳ quái, là mới đầu trần mộ ở đô thị lành lạnh nhìn đường phố, sau đó cảm thấy mùa đông này lạnh hơn. Còn nữa cái tên bạch tổng quản, người từng nghe nói sao, lúc này tả đoạn quá tinh. Tu chân thế giới là tiểu vân vũ quyết, lột ra cương thi, tiểu nương, đại sư huynh,